Hạ Vy ba S xin chào các bạn Mời các bạn quay trở lại với tập 3 của câu chuyện Một đời không quên của tác giả Nguyễn Thủy Nhung trên kênh truyện 23S Không biết ở tập này Nghi có tìm được ánh sáng mới của cuộc đời mình hay không Đừng quên like, share và comment Để Hạ Vi và truyện 23S có thêm nhiều động lực Đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Anh vẫn bận bịu như thế Vẫn vội vã như thế Ngày trước nghèo cứ ngưỡng mộ mấy người giàu Lấy một người giàu có rồi mới biết thật ra không mấy ai tự nhiên mà giàu tự nhiên mà thành đạt họ đánh đổi nhiều thứ hơn tôi tưởng thế nhưng thỉnh thoảng anh vẫn tranh thủ về nhà với tôi ở bên tôi nhiều hơn buổi tối chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ sông anh không còn nhăn mặt khi nhìn thấy tôi ăn mấy cây thịt xiên nướng dọc đường nữa cũng không lưỡng lự định ngăn cản khi tôi vừa đi vừa nhâm nhi mấy cây kem chỗ bán hàng rong có một lần anh còn mua cho tôi ly trà xanh đậu đỏ to tướng chỗ tôi hay uống nữa tôi biết anh không uống anh chỉ mua cho tôi thôi nhưng khi thấy anh chỉ sách có một ly cũng giả vờ lên tiếng hỏi anh mua có một ly thôi à ừ anh không uống uống đi ngon lắm anh sạch cả đời rồi bẩn một ngày có sao đâu ngày nhỏ đi mất khoai tụi em còn không thèm rửa cứ trả trả mấy cái vào ống quần rồi ăn thôi thế mà đứa nào cũng khỏe re anh nhìn tôi vì cười một cái tôi nghĩ anh không tin mình nên kể thêm thật đấy em không đùa đâu Tụi em đi chăn bò ở trên núi Có đứa nào mang nước theo đâu Anh biết tụi em uống nước ở đâu không Ở đâu Ở mấy cái vũng ấy Có hôm vừa cúi mặt xuống uống xong ngẩng đầu lên Thấy cả một đàn bò đứng phía đầu nguồn nước Phảnh môi anh mỗi lúc một cong hơn Tôi thật thà kể tiếp Bọn em cứ bạ đâu ăn đó Gặp gì ăn nấy Thế mà có đứa nào đau ốm gì đâu Mấy cái này so ra còn sạch chán ấy chứ Tôi kể cho vui thế thôi Chứ mấy chuyện đó làm sao anh biết được chỉ thấy anh mỗi lúc lại cười to hơn khi tôi vừa nói thêm, thật thì anh đã vội vàng cúi xuống cái ly trên tay tôi hút một hơi, trong ly có hai ống hút, vì chỗ này bán ly to nên lúc nào cũng để sẵn hai ống hút, công viên mà, mấy ai vào một mình. Thế nhưng anh đã không dùng ống hút còn lại, anh đặt miệng vào ống hút tôi vừa dùng. Tôi nghĩ anh nhầm vì bình thường anh vốn sạch sẽ, anh chẳng dùng chung đồ với ai bao giờ, nhưng vẫn đợi anh uống xong để hào hứng hỏi, ngon không anh? cũng được cũng được là thế nào ừ thì cũng ngon đấy em đã nói mà tin em đi có phải cái gì rẻ đều không ngon đâu chúng tôi ngồi trên ghế đá phía cuối công viên lúc này chưa khuya lắm nhưng gió mang hơi nước từ dưới sông thổi lên làm tôi thấy hơi lành lạnh anh choàng tay qua kéo đầu tôi dựa vào vai anh vai anh rộng lắm vững chãi nữa tôi cứ ngồi dựa vào anh như thế kể cho anh nghe mấy chuyện linh tinh ngày nhỏ của mình còn anh cứ im lặng ngồi nghe Lúc đó cũng chẳng biết anh có tin mình hay không nữa Lúc này tôi mới nhớ tới lời nói của chị Hoài hôm đó Sau hôm từ nhà chị về Thì ít lâu sau tôi bị giải thai Nên thành ra chưa kịp trả lời cho chị Cũng không biết chị đã thuê giáo viên dạy nhạc cho bé Ngọc chưa nữa Còn tôi đã không còn nữa Không làm việc này thì cũng làm việc khác Tôi không muốn ở nhà Tôi không biết mình sẽ phải đối diện với mẹ chồng như thế nào cả Thế nhưng xin ra ngoài làm việc thì tôi không học hành cũng chẳng nghề ngỗng gì, mẹ chồng sẽ không đời nào chấp nhận cho tôi làm những công việc mà ba cho là thấp kém, ảnh hưởng tới thanh danh nhà chồng. Tranh thủ lúc chồng tôi đang có một chút thời gian ít ở dành cho mình, tôi nhờ anh xin mẹ, vì tôi biết chỉ cần anh mở lời, mẹ chồng nhất định sẽ đồng ý. Tôi ngẩng đầu dậy nhìn anh nói, em muốn ra ngoài làm việc cho khuây khỏa, anh xin mẹ giúp em nhé. Thành quay lại nhìn tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ anh nói, ừ, để anh sắp xếp việc gì đó ở công ty cho em làm hay em về lại phòng kế hoạch làm luôn cũng được. Mọi người ở đó vẫn nhắc em suốt. Tôi không muốn về đó. Tôi chẳng có bằng cấp gì. Ngày trước là nhân viên bình thường thì còn được, giờ đã là vợ anh. Tôi sợ mọi người sẽ không thoải mái nên từ chối. Không cần đâu anh ạ. À. Em xin được việc rồi. Anh ngạc nhiên hỏi em xin việc gì, bao giờ? Tôi biết nếu tôi nói mình đi dạy đàn thì có cho thêm tiền anh cũng chẳng tin. Vì thế nên tôi biện đại một việc gì đó cho có vẻ hợp lý. Bạn em mới mở một xưởng may nhỏ, em về làm văn phòng chỗ nó. Ừ, làm cũng được, nhưng không cần vất vả quá. Không sao đâu ạ, à, em làm công việc đơn giản thôi, bạn em muốn em về đó làm, khi nào cần may mẫu thì em cũng có thể may được. Vậy cũng được, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Hôm đó mãi tới khuya chúng tôi mới về, tới phòng rồi, tôi sợ anh quên nên nhắc lại với anh thêm lần nữa. Nhá, mai anh nhớ xin mẹ cho em nhá Không được quên đâu đấy Hình như anh đang định sang phòng làm việc Nghe tôi dặn thế quay lại bật cười Thế đi làm có lương rồi Có mời anh ăn món gì không Hôm nào lãnh lương em bao anh ăn một bữa Em biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm Lại rẻ nữa Hoặc là em nấu cho anh ăn cũng được Như hồi ở nhà cô Lâm em vẫn nấu cho anh ăn ấy Anh ngồi xuống cạnh tôi hít một hơi Rồi thở ra nhẹ nhẹ Muốn về thăm mọi người bên đây lắm hả Vâng, nhà cô lâm cũng giống như nhà em cô lâm cũng giống như mẹ em anh không biết đâu nếu không có gia đình cô chú thì giờ này chắc em đã ra nước ngoài rồi anh nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên hỏi ra nước ngoài làm gì thì ngày ấy chú hùng nói em cứ ngơ ngơ kiểu gì chẳng bọn bị bắt cóc nó bán sang nước ngoài lúc đấy anh đang ngồi nghiêng nên tôi không thấy rõ chỉ thấy vảnh môi anh cong lên một cái nhẹ anh với tay tắt đèn ngủ rồi kéo tôi nằm xuống thường thì trước khi ngủ anh hay xem qua tài liệu một chút nhưng hôm nay thì không nên tôi thắc mắc anh ngủ luôn à không làm việc nữa à ừ sau này có em kiếm tiền nuôi rồi không cần làm nhiều nữa chẳng biết có phải vì ăn linh tinh nhiều hay không hay vì niềm vui nhẹ nhẹ mà tôi thấy hình như đêm đó chiếc giường của chúng tôi chặt hơn một chút ăn bữa sáng xong lúc đang ngồi uống trà thành thản nhiên nói với mẹ chồng tôi sức khỏe của vợ con ổn rồi nên từ mai sẽ ra ngoài đi làm mẹ ạ Mẹ chồng tôi nghe anh nói thế liền phản đối. Làm cái gì, đừng có ra ngoài làm ba cái việc. Tôi cũng không rõ mẹ chồng đang định nói gì tiếp theo, nhưng chồng tôi đã ngăn lời. Nhà mình có người giúp việc, vợ con ở nhà cũng không phải làm gì, nên con bảo cô ấy ra ngoài cho thoải mái. Con người thì phải đi ra ngoài mới biết được giá trị của mình nằm ở đâu chứ. Mẹ chồng tôi hình như còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng Thành đã đứng dậy đi ra xe, trước khi đi còn quay lại nói: Ngày mai nghi làm văn phòng ở công ty của bạn, còn thấy như thế cũng tốt, nên mẹ không cần cản nữa đâu. Mẹ chồng tôi trước giờ có vẻ chưa hề phản đối ý kiến của chồng tôi bao giờ, nên khi nghe anh nói thế thì bà không gai gắt lắm nữa. Bà chỉ lạnh mặt nhìn tôi rồi quay lưng đi xuống. Khi anh đi rồi, hình như bà sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại dặn tôi. Bất cứ khi nào và ở đâu, chỉ cần cô có hành động làm ảnh hưởng tới gia đình này thì hãy nhớ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô lần nữa đâu. Tôi cũng chỉ cần có thế Tạm thời chỉ cần mẹ chồng cho phép tôi được ra ngoài trước đã Còn chuyện kia Kể cả mẹ chồng không dặn Thì tôi cũng nhất định sẽ cố gắng Không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới chồng mình Tôi hình dung ra mình ngồi trước cây đàn Bàn tay lướt trên những dây đàn quen thuộc Tôi sẽ đàn những khúc nhạc say dứt Đã từng vệt vằn trong ký ức của mình Tôi dạy đàn cho bé Ngọc một tuần ba buổi Thời gian còn lại thì đi làm thu ngân ở cửa hàng thời trang nhà chị Hoài luôn. Chị Hoài nghĩ tôi lấy chồng khó khăn Nên lần nào trả lương cũng trả thêm cho một ít Có lẽ chị cám cảnh cho tôi Khi cứ một mình rong ruổi nắng mưa Mà chẳng bao giờ thấy người đưa đón Ra ngoài rồi tôi có nhiều thời gian hơn Được hít khí trời nhiều hơn Được quay về với vài chốn thân quen xưa cũ Vài lần đi trên đường Bỗng thấy mình tâm hồn thanh thang kỳ lạ Đợt này Duyên ít về nhà hơn Duyên nói đang bận học Nên khi tôi xảy thai cũng chỉ tới thăm được đúng một lần nhưng bù lại thì duyên hay gọi điện cho tôi có khi tỉ tê cả một buổi trời hôm thứ bảy duyên nhắn tin chị ơi mai là ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ em định về nhưng kẹt lịch thi không về được tiếc quá tôi không biết ngày kỷ niệm của bố mẹ chồng mình đã đến gần như vậy từ trước tới giờ tôi ít khi mua quà cho ai nên không biết phải tặng món quà gì cho phù hợp hơn nữa bố mẹ chồng tôi là người quyền quý tôi không biết những người quyền quý thường tặng nhau những món quà gì nên hơi hoảng đang định đợi chồng về để hỏi ý của anh nhưng nghĩ bụng đợi tới tối có khi lại không kịp mua nên chi bằng hỏi duyên thế hả em chị chưa kịp chuẩn bị được gì cả phải làm sao đây duyên nghe thấy thế thì phá lên cười trời ơi bố mẹ không thích quả cáp gì đâu có thiếu gì đâu mà thích nữa mọi năm ở nhà em thấy mẹ chỉ đích thân xuống bếp nấu một bữa cơm rồi cùng xung vầy trò chuyện thôi năm nay em không về được chị giúp em nhé giờ mẹ cũng già rồi có khi không còn sức mà xuống bếp ấy đợt trước tôi nghe cô khiêm nói mẹ chồng tôi không mấy khi vào bếp giờ lại nghe duyên nói thế thấy có vẻ hơi mâu thuẫn nên tôi thử thăm dò cô khiêm cô ơi cô ở đây lâu như vậy rồi cô có nhớ ngày cưới của bố mẹ cháu là ngày nào không ạ à? cô khiêm ngừng tay suy nghĩ một chút rồi ả à lên một tiếng ngày cưới của ông bà chủ đâu đó gần trung thu để xem nào phải rồi hình như ngày mai hay ngày mốt gì ấy thế bình thường mẹ chồng cháu có xuống bếp không ạ à? ý là thỉnh thoảng ấy ạ ngày trước thì có bà chủ khéo tay nấu ăn ngon nên thỉnh thoảng cũng tự tay nấu đồ ăn cho cả nhà nhưng mấy năm nay bà ấy không xuống nữa mà cháu hỏi làm gì nếu thế thì duyên đã nói đúng chắc nó cũng muốn giúp tôi ghi điểm trong mắt mẹ chồng tôi tranh thủ về sớm vào siêu thị mua rất nhiều đồ ăn kể ra thì cũng không phải cao lương mỹ vị gì tôi không có nhiều tiền để chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn như cảnh thường thấy trên tivi nhưng lúc đó tôi nghĩ cái chính vẫn là tấm lòng của mình còn ăn uống thì ngày nào với nhà chồng tôi chẳng là tiệc sang trọng tôi xách đồ ăn về rồi lao ngay xuống bếp hôm đó trời nắng mà cũng do tôi lật đật nữa nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại tuôn ra trên trán cô khiêm nhìn tôi hồ nghi sao cháu mua gì nhiều thế mấy việc này cháu cứ nói với cô được rồi cháu muốn nấu một bữa cơm mừng ngày kỷ niệm của bố mẹ cháu cô ạ à. cô giúp cháu với nhá mà cô có biết bố mẹ cháu đi đâu không ạ à? ông bà chủ ra ngoài được một lát rồi chắc cũng sắp về thôi tôi với cô khiêm hì hục chuẩn bị đồ ăn chiều muộn dần tôi lật đật vì muốn bữa cơm thật sự tươm tất trước mắt bố mẹ chồng khi trở về cô khiêm nhìn tôi hơi ái ngại cô cũng không biết ông bà chủ có về muộn không mà cháu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện thế này chỉ tại bà chủ xưa giờ vốn khó tính cháu chịu khó một chút nhé vâng cháu hiểu ạ cũng tại cháu tại gì đâu Vợ chồng là cái duyên cái số Cô ở với cậu Thành từ nhỏ nên hiểu tính cậu Thành Nếu là cô thì cô cũng chọn cháu Chứ cái cô gì người yêu cũ ấy Nhìn kiểu không hiền cho lắm ấy cô, cô đừng nói thế Lỡ ai mà nghe được lại bị trách tội đấy Cô ấy là tiểu thư con nhà danh giá Nên chắc nhìn bên ngoài có vẻ kiểu cách thế thôi Không đâu Cô nhìn mặt là cô biết Cũng may là cậu Thành rứt ra được khỏi người đó Tôi ngạc nhiên hỏi cô Rứt ra là sao hả cô thì ai cũng biết là cậu Thành với cô Trang yêu nhau tận 9-10 năm Cả thanh xuân chứ ít gì Nhưng mà hình như cậu Thành không muốn cưới Thử hỏi xem Có ai yêu mà không muốn cưới đâu Chắc là có chuyện gì đó Một lát sau cô Khiêm lại nói tiếp Đợt đó cô thấy hai người cãi nhau Rồi ngày nào cô Trang cũng tới đây Sau đó không hiểu sao một mình cô Trang lại ra nước ngoài Đêm đó tôi cũng nghe Trang nói mới ra nước ngoài một thời gian mà anh đã làm tôi có thai hóa ra là thật. Mà cậu Thành tốt tính lắm. Cô chăm cậu Thành từ nhỏ, nên lúc nào cũng mong cậu ấy được hạnh phúc. Cô cũng mừng khi cậu Thành tìm được người chân chất hiền lành như cháu. Tôi vừa rửa nốt mấy con tôm vừa cười. Cô cứ nói thế, chị Trang ấy mới là sang trọng quý phái, chứ cháu cứ quê mùa mãi, làm sao hợp với anh ấy bằng chị Trang được hả cô? Cô nói thật đấy, cậu Thành nhìn thế thôi chứ bình dân lắm, có cái gì ăn cái nấy, bình dân mấy cũng ăn, chỉ là tại bà chủ không cho phép nên trước mặt bà chủ cậu ấy mới chiều ý mẹ thế thôi cậu ấy giống tính ông chủ tôi về đây lâu rồi nhưng thấy bố chồng lúc nào cũng có vẻ nghiêm khắc khó gần giờ lại nghe cô khiêm nói thế nên tò mò hỏi bố chồng cháu dễ tính hả cô cô khiêm nghe tôi hỏi liền cười xòa ông chủ dễ tính lắm lại hòa đồng nữa giống y như cậu thành vậy thôi rồi cô khiêm ghé tay tôi nói nhỏ ngày trước nghe nói nhà ông chủ cũng nghèo, lấy bà chủ là tiểu thư con nhà danh giá, cơ nghiệp cũng là nhờ phía bên nhà bà chủ giúp đỡ, nên nhiều lúc cháu thấy vậy đấy, chứ ông chủ tốt tính lắm." Tôi khá ngạc nhiên khi nghe cô Khiêm nói thế, nên đang định hỏi thêm thì vừa hay điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy rồi áp điện thoại lên tai để nghe, tay tiếp tục xào đồ ăn, nhưng kỳ lạ là đầu dây bên kia vẫn im lặng. Tôi không nghe nói gì nên định tắt máy thì một giọng nói hơi quen vang lên cháu gọi cho nghi rồi ạ em ấy nói lát nữa sẽ đến ạ sau đó là tiếng mẹ chồng tôi bực tức dâu con gì mà đến lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ cũng không thấy mặt mà ông thử gọi cho thằng thành xem nó đã đến chưa rồi rồi nó nói là đang trên đường tới à thì ra là bố mẹ chồng tôi chồng tôi và cả trang nữa đang ở một nhà hàng nào đó chẳng biết sao trang lại biết số điện thoại của tôi nhưng chuyện đó không quan trọng quan trọng là lúc nãy chị ta có nói gì với tôi đâu tôi biết chỗ nào mà tới hơn nữa hình như xuất hiện ở một nơi sang trọng như thế trong một bớt tiệc sang trọng như thế tôi thấy mình không phù hợp lắm tôi cúp máy tự cười bản thân mình một tiếng nhìn bàn tiệc ê hề trước mắt thấy mình hệt như một con rối không hơn không kém tôi để lại một phần vừa đủ cho cô khiêm rồi cẩn thận cho số thức ăn còn lại vào từng hộp nhỏ rồi lấy máy gọi cho chị hân chị rảnh không đi với em hân ngạc nhiên Nay mày không phải ở nhà ăn cơm với gia đình nhà chồng mày à Lại muốn đi đâu thế Chị em mình đi phát cơm cho người vô gia cư đi Lâu rồi không đi Tí nữa cũng được em đi tắm đã Ừ thế lát tao tới chở nhá Tôi tắm rửa thay đồ Rồi xách theo mấy hộp thức ăn đi ra cổng Đợi thêm một lát thì thấy Hân phóng như bay tới Chưa kịp cằn nhằn Thì Hân đã nhanh miệng nói trước Tao mới từ bệnh viện ra Sợ trễ hẹn với mày nên phóng với tốc độ Mà chỉ cần té xuống đất Là đi gặp ông bà luôn mới kịp tới đây đấy nói rồi hân thỏ tay mở mấy cái hộp của tôi ra ngó nghiêng trời nay mày sang dữ lần đầu tao thấy có người đi phát cơm mà toàn hải sản thịt thà thế này đâu tao coi eo tôm to thế tôi thủng thẳng em nấu mừng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng đấy điên nhà chồng mày giàu thế ai lại đi ăn mấy con tôm bé tí thế này rõ ràng chị vừa khen tôm to mà thì tao khen là tao khen với lập trường của tụi mình chứ với nhà chồng mày thì mấy con tôm này có khi không bằng cái tăm xỉa răng ấy chứ. Chị cứ nói thế, xỉa răng bằng mấy con tôm này có mà gãy hết răng à? Em làm gì có tiền mua tôm to? Thế sao lại sách đi thế này? Bố mẹ chồng em đi ăn nhà hàng Tây rồi. Đúng rồi đấy, lễ lạt của giới nhà giàu họ đi ăn nhà hàng, ai đâu ăn cơm thân mật như mày nói. Thì mới năm đầu em chưa quen, năm sau em đặt hẳn một bàn to mời bố mẹ luôn. Hân đột nhiên nhớ ra gì đó lắp bắp. Thế chồng mày đâu? Còn mày, mày là con dâu sao lại không đi? Em có quen ăn món Tây đâu nên em không đi. Còn mấy món này em lỡ nấu rồi, nói phải tội, chứ không ăn hết thì mai nhà chồng em cũng bỏ. Mẹ chồng em không cho ăn lại đồ cũ đâu. Hân ấm ứ định nói gì đó, sau cùng lại tặc lưỡi. Ừ, người ta không ăn thì mình ăn. Đi, tao mua thêm ít bánh bao với ít sữa nữa. Hai chúng tôi chở nhau bằng xe máy, phía trước phía sau lủng lẳng những hộp những bịch, lượn một vòng quanh thành phố, Mãi tới hơn 9 giờ chị Hân mới sụp Về thôi, về muộn quá không tốt cho mày đâu Hôm nay nhà chồng em về muộn Chị cứ chở em đi thêm một lúc nó cũng được Không được Bố mẹ chồng mày về muộn Không có nghĩa là mày cũng được về muộn Mày phải có mặt ở nhà trước khi nhà chồng mày về Khi gần về tới nhà Thì Hân thắng một cái kết Hình như chồng mày ở phía trước Tao thấy cái xe quen quen Tôi nheo mắt nhìn theo hướng tay Hân chỉ Thì thấy đúng là chồng mình đang ở phía bên kia đường Chiếc xe chậm chậm đang quay sang đường phía bọn tôi Khi chiếc xe vừa trở tới Hân nhanh nhẩu Chào anh Thành, lâu quá không gặp anh Thành mỉm cười Chào Hân, anh có nghe nói Hân mới xin được việc ở bệnh viện A Chúc mừng em nhé Dạ vâng anh, vẫn chưa có dịp mời anh một bữa Thôi, anh trở nghi về nhà nhé Em chào anh Ừ, Hân về đi Hân nổ máy, trước khi đi không quên lấy ly trà xanh đậu đỏ đưa cho tôi Này, uống đi Tối nay thức lòi mắt cho biết mặt lúc nào cũng cà phê với trà xanh đậu đỏ. Gần tới nhà rồi, một đoạn nữa là tới, tôi không lên xe chồng mình, không hỏi anh cũng chẳng nhìn anh, chỉ là vừa đi vừa nhâm nhi uống đậu đỏ. Anh với tôi lúc đó thật xa lạ, xa lạ như hai người dưng gặp nhau ở trên một đoạn đường. Tôi đi trước, anh chậm chậm lái xe đi sau, nhưng cuối cùng lại cùng về tới cổng một lúc. Bố mẹ chồng tôi vẫn chưa về, tôi mệt mỏi bước lên phòng, mãi một lúc sau mới thấy Thành lên, anh đưa cho tôi mấy trái bắp nướng, cũng không hỏi vì sao tôi lại không tới, chỉ nói. Ăn đi, nãy đi ngang chỗ bán bắp thấy ngon nên anh mua hai trái. Lúc này tôi mới nhớ ra thật là mình cũng chưa ăn, vì trong lòng cứ trống trải hệt như đang đứng giữa cánh đồng cỏ, khi những cơn gió chiều thổi tới vắng lặng, cô đơn và mênh mông, nên hình như thấy cái đói nó cũng trôi qua từ đời nào. Chị Hân về tới nhà thì liền nhắn tin cho tôi. Mày tai qua nạn khỏi không? tôi gửi một hình mặt cười kèm trái tim cho hân tin nhắn vừa gửi đi đã thấy hân gọi lại liền thế bố mẹ chồng không nói gì à bố mẹ chồng em chưa về phước phần quá mà sao lão thành nhà mày xuất hiện ở chỗ đó nhỉ làm sao mà em biết được hay là đi với người yêu cũ cảm thấy mùi nước hoa với mỹ phẩm đắt tiền đó không bằng hương nhu bổ kết của vợ mình thế thôi tao cúp máy đây để vợ chồng người ta còn tâm sự riêng tư nữa chứ hương nhu bổ kết gì ở đây chị cứ nói vớ vẩn anh ấy sang phòng làm việc rồi Dạo này công ty có nhiều việc phải giải quyết lắm Thật á? À? Thật Lạ nhỉ? Hay tại mày làm mặt lạnh với ông ấy quá Mà chả nói là người yêu cũ của chồng mày gọi điện còn gì Là con đó chứ có phải chồng mày đâu Biết đâu chồng mày cũng lọt vào quỷ kế con đó thì sao Tao đã nói rồi Một người xuất sắc sẽ chẳng cần một người xuất sắc tương tự ở bên cạnh đâu Tôi ngẩn ra một chút Rõ ràng cũng không tự lý giải được Vì sao anh lại trở về trước bố mẹ như vậy Con điên, Muốn yêu đương gì mặc xác nó Nhưng bây giờ mày đang là vợ chính thức Vợ chính thức thì phải ra dáng dấp của chính thức chứ Ai đời nó mới tung chiêu nhẹ nhẹ Đã cúp đuôi bỏ chạy Phải lúc nãy mà tao biết sớm Tao trở thẳng mày phi tới đó rồi Em có biết đó là chỗ nào đâu mà chị đòi phi Thì mày hỏi chồng mày Cái miệng mày sinh ra để làm gì Mà những lúc như thế không biết hỏi Nhớ mày mới là người được cưới hỏi đàng hoàng Nó mà sớ dớ thì mình được quyền xử Nghe không Hay là mày muốn bị tống cổ khỏi nhà ai mà muốn thế bao giờ thì đó vẻ vang gì khi bị người yêu cũ cướp chồng mà tao thấy vấn đề chính của vợ chồng mày nằm ở bà mẹ chồng ấy chỉ cần mày lấy lòng được bà ấy thì kiểu gì chẳng đứng vững như cột trong nhà mày cứ từ từ nghĩ cách đi mà này cuối tuần sau đi chạy trẻ mồ côi không lâu rồi không đi vâng thế em với chị đi hả không thằng nguyên nữa vâng thế có gì cuối tuần em gọi lại nhé lúc cúp máy rồi tôi mới để ý điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của thành có thêm hai tin nhắn nữa lúc gọi cho hân xong tôi nhét điện thoại vào giỏ luôn nên không biết tôi xuống bếp pha cho anh đi nước chanh để giải rượu hình như hồi nãy anh uống hơi nhiều đang đứng tần ngần trước cửa phòng thì cửa phòng bật mở anh thấy tôi thì bất ngờ nhíu mày hỏi sao lại đứng đây tôi lúng túng à em định mang cho anh ly nước chanh ừ để lát nữa về phòng anh uống khi tôi quay lưng đi được hai bước thì anh gọi lại giọng nhẹ nhàng đều đều điềm tĩnh nghi này có những chuyện bây giờ anh chưa thể nói được Vâng, thôi em về phòng trước đây Nhưng không phải chuyện gì mắt thấy tai nghe cũng đều là sự thật đâu Mắt thấy tai nghe mà chưa phải là sự thật Vậy thế nào mới là sự thật Tôi chẳng biết phải trả lời với anh thế nào cả Chỉ lặng lặng hít một hơi thật sâu Để khí tràn đầy lồng ngực trống trải của mình Rồi cất bước về phòng Suốt cuộc anh có biết tôi đang nghĩ gì không Nằm một lúc vẫn không ngủ được Nghĩ lại lời của Hân cũng có vẻ đúng rằng thật ra đây chỉ là một trò quỷ kế của trang hơn nữa trong điện thoại cũng có nghe mẹ chồng nhắc tới tên mình ngay cả trước mặt trang không có tôi ở đó bà vẫn gọi tôi là con dâu tôi chợt nhớ tới lời cô khiêm nói lúc chiều hình như trang không đơn giản thật nghĩ thế nên thật lòng tôi rất áy náy đáng lẽ hôm qua tôi nên gọi cho thành hoặc đơn giản chỉ cần để ý điện thoại thôi thì đã không vô duyên vô cớ vắng mặt trong buổi tiệc của bố mẹ như vậy hôm sau đi làm về tôi định gặp mẹ chồng để xin lỗi cũng là để giải thích cho bà hiểu nhưng lại không thấy mẹ chồng ngoài vườn cũng không thấy trong phòng khách nên tôi xuống bếp hỏi cô khiêm cô biết mẹ cháu đi đâu không ạ à bà chủ nói đau đầu nên đang nghỉ trong phòng cháu ạ có cả cô duyên trong đó nữa duyên mới về hả cô ừ cô duyên về được một lúc rồi vâng thế để lát nữa cháu vào thăm mẹ cháu mà cô này đợt trước có lần cháu nghe cô nói mẹ cháu thích ăn chè hạt sen phải không ạ ừ nhưng sao thế cháu Tại cháu thấy hôm nay trời nắng quá cô ạ. À. Để cháu nấu cho mẹ cháu chè hạt sen ăn cho giải nhiệt. Cô khiêm nghĩ một lát rồi nói, phải đấy nhỉ. Hôm nay trời vừa nắng vừa oi. Cô cũng thấy văng váng cái đầu. Thế thôi, cháu lên nhà nghỉ ngơi đi để cô nấu cho. Để cháu phụ cô ạ. À. Nhà mình còn hạt sen không cô? Còn để cô lấy cho. Tôi nấu xong thì mang lên phòng cho mẹ. Khi đứng trước cửa phòng, tôi nghe tiếng mẹ đang nói chuyện với duyên. Không phải là tôi cố tình nghe trộm đâu mà bởi lúc đó đã tới sát phòng quá rồi cách một cánh cửa tôi nghe tiếng mẹ chồng nói vọng ra con cứ nghe người ngoài nói rồi ăn nói luyên thuyên tại con thấy cũng có lý mà mẹ bạn bè tới chúc phúc thì cứ đường hoàng mà vào chứ sao phải lén lút như thế chị trang nói có khi cái thai ấy không phải của anh thành đâu mẹ ạ biết đâu chị ta có thai với thằng kia rồi cố tình gài bẫy anh thành để leo được vào nhà mình đấy mẹ không phải đâu mẹ thấy nó không phải người như thế đâu mẹ cứ dễ tin người sao ấy không phải mẹ dễ tin mà mẹ thấy nó cũng là đứa hiểu chuyện Thôi con đi ra ngoài đi Chén trẻ trên tay tôi run lên bần bật suýt chút nữa thì đổ ra đó Tôi cố gắng hít một hơi sâu giữ bình tĩnh Rồi lặng lẽ quay về Lúc này mới thật sự thấm thía câu nói Sâu nhất là lòng người Cạn nhất cũng là lòng người Nhìn thấy đó nhưng không bao giờ đo được Chút niềm tin ít ỏi vỡ vụn trong tim Phải rồi Cô gái ấy từng ở bên anh những 10 năm Họ thân thuộc với nhau như thế Duyên tin Trang cũng là điều dễ hiểu thôi tôi đã nghĩ mẹ chồng ghét tôi thật ra đó cũng là điều bình thường anh xuất sắc như thế nếu tôi là mẹ có lẽ tôi cũng không hài lòng về đứa con dâu như tôi thế nhưng không phải thế ngay từ đầu bà vốn đã nghi ngờ đứa con trong bụng tôi không phải của thành trang người con gái đó người yêu cũ của chồng tôi người ở bên chồng tôi cả thanh xuân tới lúc này tôi mới thấy hình như trên đời này không có ai cái gì cũng giỏi cả trong công việc chồng tôi xuất sắc đến thế Vậy mà con mắt nhìn người lại thật tầm thường Lòng tôi quặn lại Một nỗi chua xót trào dâng Vết thương ngày ấy tưởng đã lành miệng Giờ lại bắt đầu dì máu Phải, coi những vết thương không làm cho mình đau Không phải vì đã lành Chẳng qua vì mình đã không chạm tới nó mà thôi Tôi nhớ buổi chiều mùa thu hôm ấy Gió điều hưu buồn mang mát Tôi đã nằm trên chiếc giường ẩm ướt của phòng khám Để yêu cầu bác sĩ lấy con ra khỏi cơ thể mình Nhờ những ngày đầu con đến Tôi đã tự dằn vặt và nuối tiếc biết bao nhiêu Nhớ ánh mắt bẩn thần của anh hôm gặp tôi ở bệnh viện Có lẽ lúc đó trong anh là một sự giằng xé mãnh liệt giữa tình yêu và trách nhiệm Nhớ hôm nhìn thấy bàn tay của anh đưa lên chạm vào vai người con gái ấy giữa đêm khuya Đứa trẻ này, ngay từ đầu đã là một mối nhân duyên không được chào đón như thế Thế nên một lúc nào đó con cũng sẽ rời đi Tới đúng ngày hẹn, tôi đi cùng với Hân vào chùa Chùa này ngày trước tôi hay đi cùng với cô Lâm sư cô trong chùa nhận nuôi mấy chục đứa nhỏ có đứa được mẹ mang tới trước cổng chùa có đứa sư nhặt ở trên đường cũng có đứa nằm trong một bụi cây nào đó kiến bu đầy người được người ta báo tin cho sư sư nói ban đầu chỉ có mấy đứa thôi mãi sau cứ nhiều dần đứa lớn chăm đứa nhỏ đứa lớn hơn học xong đi làm rồi thì gửi tiền về phụ sư nuôi em ngày trước đi cùng cô lâm chỉ đi cho vui thế thôi sau này trở thành một người mẹ mất con rồi mới hiểu vì sao cô hay xuống đây đến vậy từng cái ôm từ bàn tay nhỏ xíu từng cái nhìn miệng cười khi được ai đó cho vài cây kẹo cả từng tiếng khóc của tụi nó cũng mang lại cho tôi một cảm giác gì đó khó tả nhưng mơn man từng thớ thịt giờ thì tôi biết hóa ra đó là cảm giác dịu êm của một người mẹ lúc trên đường về cô lâm có việc nên đi trước chỉ còn lại ba chúng tôi hân rủ tôi với nguyên đi ăn đi tao biết một quán này mới mở ở trên đường ba ấy tôi nhìn hân hồ nghi đường đó toàn mấy quán sang trọng, chị rủ lên đó làm gì? Hân nhăn mặt nạt tôi. Trời ơi, mày lấy chồng giàu mà lúc nào mở mồm ra cũng tiền tiền, ăn vỉa hè nửa đời rồi, không lẽ không ăn sang được một ngày à? Lúc chúng tôi đi gần tới nơi thì Hân gọi giật lại. Anh ơi, tao quên điện thoại trong chùa rồi, lúc nãy tao để ở trên bàn. Nguyên kêu tôi với chị Hân cứ đi trước để Nguyên quay lại lấy, nhưng Hân vừa quay xe vừa nói, thôi, hai đứa tới trước đi, gần mà, để chị quay lại được rồi. Khu này là khu của nhà giàu nên tôi chưa lần nào tới đây. Chúng tôi leo lên tầng 2, trên này yên tĩnh hơn. Khi bước vào cửa, tôi thấy một bóng lưng quen thuộc, ngồi cùng với anh là một cô gái cũng quen thuộc với tôi, bên cạnh còn có thêm một người nữa. Vì bàn của họ rất gần chỗ tôi nên tôi nghe rõ từng lời của người đàn ông kia nói. Trùng hợp quá, lại gặp hai người ở đây. Mấy hôm trước gặp mặt bạn bè mà anh gọi cho Trang mãi không được. Người con gái kia mỉm cười đáp lại, nụ cười đẹp siêu lòng người. Em mới ra nước ngoài về hôm qua anh ạ à. Ơ ờ, thế à Thế mà chẳng nghe Thành nói gì Họ nói thêm mấy câu nữa Rồi người đàn ông kia rời đi Hình như anh ta cũng chỉ đi ngang qua thôi Vì lúc đó trên bàn ăn chỉ có mỗi hai ly rượu Hai ly rượu và một bình hoa hồng anh rực rỡ Tôi đứng chôn chân tại chỗ Chẳng biết loại cảm xúc gì Đang xâm lấn cơ thể nữa Hai chân như có gông xiềng nặng nề Xích chặt lại Tới mức bước thêm vài bước cũng thấy nặng nề Trang vừa đi nước ngoài về Thảo nào thời gian qua anh lại về sớm với tôi như vậy Tôi không biết là bên cạnh tôi Hai bàn tay của Nguyên đã nắm lại thật chặt Từng mạch cân cuộn cuộn dưới da Nhanh lắm Cả khi tôi chưa kịp phản ứng gì Thì Nguyên đã lao nhanh tới Tôm lấy cổ áo của người đàn ông đang ngồi đó Người đàn ông có bóng lưng to lớn quen thuộc mỗi đêm của tôi Đồ khốn Đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì đừng lấy Đã lấy Thì phải có bản lĩnh che chở cho cô ấy chứ không phải làm tổn thương cô ấy bằng cách hèn hạ không đáng mặt đàn ông này. Nguyên tung lấy cổ áo và giơ tay đấm vào mặt anh. Nguyên to cao, nhưng anh cũng to cao, cao hơn, rắn giỏi hơn. Thế nhưng lúc đó anh chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên, mặc cho nắm đấm của Nguyên dội vào mặt mình. Mãi đến khi tôi nghe tiếng trăng hoảng hốt kêu lên. Này, cậu điên à? Bỏ ra, điên à? Bảo vệ đâu? Lúc này tôi mới sực tỉnh, vội vàng chạy lại kéo tay Nguyên ra qué miệng anh đã chảy máu thế nhưng chẳng cần tôi phải lau vì anh đã có trang rồi trang xót xa anh đau lắm không có cần tới bệnh viện không anh đưa tay gạt nhẹ tay trang ra rồi đưa mắt nhìn tôi Anh nhìn phức tạp hình như có một chút áy náy nhưng cuối cùng lại chỉ đứng nhìn thôi không có một lời nào chưa bao giờ tôi thấy con đường về nhà nặng nề như vậy có lẽ đã đến lúc tôi nên quay lại đi xa hơn nữa sợ lạc lối không tìm được đường về tôi nằm trên giường đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà lúc đó chẳng nghĩ gì cả thật đấy tâm trạng rỗng tuếch nên vài dòng suy nghĩ cũng trở nên lười biếng mãi tới tối muộn khát nước quá mới lồm cồm bỏ dậy nhưng trên phòng hết nước rồi đành phải xuống nhà rót đi tới khúc cua cầu thang thì nghe tiếng mẹ chồng đang nói chuyện với anh sao muộn thế này rồi con mới về nãy con ghé lại công ty có chút việc mẹ chưa ngủ à mẹ đợi con khuya rồi có gì ngày mai nói đi mẹ Chuyện mẹ nói với con Con hãy suy nghĩ thấu đáo Con phải biết cân nhắc thiệt hơn cho nhà mình Mẹ cứ để từ từ con tính Từ nay Chuyện của vợ chồng con mẹ đừng can thiệp nữa Mẹ không biết đâu Con tính sao thì tính Phía bên đó đã nói không chấp nhất chuyện cũ rồi Thành lơ đánh trả lời Vâng Vâng là vâng làm sao Con phải mau mau chia tay với vợ con Để lâu nữa cái trang Con cũng biết đấy không phải mẹ ghét bỏ gì vợ con đâu Nhưng rõ ràng Một người đàn ông muốn thành công Thì phải biết đặt lợi ích lên hàng đầu Nếu còn làm xui với bên đó Thì những lúc như thế này Chỉ cần ba nó lên tiếng một câu Là đã có thể giải quyết được rồi Cần gì con phải lao tâm khổ tứ như thế này Dù gì thì con với vợ con Cũng mới gặp gỡ sau này Dù có tình cảm thì cũng chưa đến mức sâu đậm Nên con tranh thủ đi Lúc này khuya rồi Khuya phải yên tĩnh nên trong đêm tôi nghe được cả tiếng thở dài nặng nề của anh nhưng đây là thời điểm nhạy cảm mẹ cũng biết bất cứ tin tức nào bây giờ cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi mẹ cứ đợi tới lúc mọi chuyện được giải quyết xong đi rồi tính nếu thế thì tạm thời hai đứa cũng kế hoạch trước đi có con trong thời điểm này cũng không phù hợp đâu sau đó tôi nghe có tiếng bước chân di chuyển lên cầu thang nên đoán là thành đang đi lên vì không muốn mẹ chồng và chồng nghĩ mình cố tình nghe lén nên tôi vội vã trở về phòng, lên được mấy bậc lại nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi giật lại. Khoan đã, miệng con sao thế kia, sao lại bị thương? Rồi mẹ quay xuống bếp gọi to, "Cô nghiêm đâu?" "Con không sao, lúc chiều không chú ý nên va vào, vào cạnh bàn thôi mẹ, không cần nghiêm trọng như thế đâu." Tôi chạy nhanh về phía phòng mình nằm im như đang ngủ, anh bước tới giường, hình như nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ đi về phía cửa sổ nhìn ra xa. Hôm nay ngày trăng tròn, Ánh trăng hắt vào tóc tôi, vào vai tôi, hắt cả vào một bóng lưng to lớn đang đổ về phía mình. Hỏi tôi có buồn không? Có chứ. Dù biết rõ mẹ chồng không thích mình, nhưng khi nghe chính miệng bà dục anh bỏ tôi để quay về với người cũ, tôi đã không khỏi chạnh lòng. Huống hồ anh có thể tốt với tôi, ngày đó cũng sẵn sàng ở bên tôi, nhưng đến cuối cùng trái tim anh vẫn thuộc về một người con gái khác. Người đàn ông tôi yêu, có thể sau này tôi sẽ quên anh cũng có thể đoạn tình cảm về anh mãi nằm lại trong dòng ký ức của tôi nhưng tôi sẽ không vì thế mà cố chấp nữa cứ cố chấp niệm một thứ tình cảm không thật sẽ làm cho cả anh và tôi đều khổ yêu một người đến cuối cùng cũng chỉ cần người đó hạnh phúc thôi là đủ rồi phải không sáng hôm sau khi xuống nhà tôi không thấy thành đâu bố chồng thì đang ngồi cau mày trên ghế tôi bước thêm mấy bước dè dặt chào bố ạ à? ừ thằng thành đi ra ngoài rồi Bố với mẹ cũng chuẩn bị đi có việc, con vào ăn sáng một mình đi." Tôi thấy hình như bố đang rất căng thẳng nên không dám hỏi thêm. Tới lúc bố mẹ chồng đi hết rồi tôi mới đi tìm cô Khiêm để hỏi. "Cô có biết bố mẹ cháu có chuyện gì không ạ?" À? Cô Khiêm dừng tay nói nhỏ, "Cô cũng không rõ, hình như công ty vừa mới xảy ra chuyện gì đó, mấy bữa nay thấy cả cậu Thành và ông bà chủ đều lo lắng. Chuyện làm ăn của công ty thì tôi không rõ, nên chỉ an ủi cô Khiêm mấy lời. Không sao đâu cô." cháu thấy hình như công ty nào cũng gặp vài giai đoạn khó khăn thôi cháu tin là chồng cháu sớm vượt qua được thì cô cũng mong là thế phía bên nhà cô trang có mối quan hệ rộng nên mấy lần trước cô khiêm hình như thấy mình hơi lỡ lời nên dừng lại dù cô không nói nữa nhưng tôi vẫn hiểu ý cô muốn nói cũng giống như đêm qua tôi đã nghe mẹ chồng nói nếu anh lấy trang thì những lúc như thế này đã không phải lao tâm khổ tứ bố chồng cũng không phải căng thẳng như vậy người con gái đó không chỉ là người anh yêu còn là người có thể cùng anh gánh vác cùng anh chia sẻ trên con đường sự nghiệp của anh sau này còn tôi không có gì cả tôi chỉ đang trở thành gánh nặng cho anh mà thôi tôi đã luôn tự hỏi rằng vì sao sau khi tôi mất con anh đã không để tôi rời đi chúng tôi chẳng có gì ràng buộc cả chỉ cần tôi rời đi thì anh sẽ không phải mang một chút cảm giác áy náy mỗi lần anh đi gặp người anh yêu như thế giờ thì tôi đã biết tôi cũng biết hôm đó anh nói có những chuyện bây giờ anh chưa giải thích được, có lẽ anh đang muốn nói tới chuyện của hai chúng tôi, không phải anh không muốn mà là chưa tới thời điểm, chưa tới nhưng rồi đến một lúc nào đó sẽ tới. Anh không xấu, anh cũng không muốn làm tôi tổn thương, chỉ là trái tim anh không dành cho tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi, ngày đó anh không bỏ rơi tôi, không để tôi một mình đương đầu với bão giông thì ngày hôm nay hà cớ gì tôi không thể vì anh mà làm chút chuyện nhỏ nhoi này không thể giúp gì cho anh trong giai đoạn này thì xem như đang đóng kịch thêm một thời gian nữa ngày đó sẽ tới nhanh thôi sau này tôi không đi cùng anh nữa cũng sẽ không cùng anh chung sống với mẹ chồng nữa thế nên từ mai tôi sẽ không gồng mình để trở thành con dâu của một gia đình quyền quý nữa tôi sẽ vui vẻ ở bên anh vui vẻ sống thật với chính bản thân mình không giúp được gì cho anh nhưng sẽ luôn cố gắng mang lại cho anh không khí thoải mái nhất con người phải được sống thoải mái thì mới vui vẻ được tôi nghĩ kỹ rồi dù là một tháng hai tháng hay một năm hai năm chỉ cần chính anh mở lời nói kết thúc thì tôi sẽ chấp nhận buông tay nhưng tôi sẽ ra đi trong tâm thế ngẩng cao đầu không níu kéo không nuối tiếc đến khi nào anh oanh liệt vượt qua khó khăn thì tôi sẽ rời đi trả anh về với cuộc sống anh vốn thuộc về có lẽ đã đến lúc tôi nên chấp nhận sự thật trong tim anh chưa từng có tôi anh và tôi chỉ gặp nhau ở một đoạn giao nhau của cuộc đời Tôi và anh sẽ trở về đúng vị trí của mình trong cuộc sống hiện tại và cả mãi mãi về sau. Tôi cũng muốn sau này lỡ có gặp lại nhau vẫn có thể mỉm cười chào nhau một tiếng. Tôi còn ở đây, anh cũng còn ở đây, mẹ chồng cũng còn ở đây thì sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại. Đã xác định sẽ xa nhau thì chi bằng sống nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại bằng sự đối đãi chân thành nhất, sống bằng chính con người của mình phải không? Tối đó anh về rất muộn. Hình như còn muộn hơn cả những ngày bình thường Tôi cứ chằn chọc mãi không ngủ được Nên định bụng xuống pha cho anh một ly cà phê Khi vừa xuống thì thấy cô giúp việc Đang loay hoay pha trà cho anh Thấy tôi cô hỏi Khuya rồi mà cháu chưa ngủ à Cháu cần lấy gì thế Cháu tính pha cho chồng cháu ly cà phê cô ạ à. Mấy đêm liền anh ấy thức suốt Mà cháu lại chẳng giúp được gì cho anh ấy Nên cũng không ngủ được ấy cháu không biết cậu Thành không uống được cà phê à Mỗi lần uống vào là lại nổi mề đay khắp người Đây, Cô pha trà rồi đây, cháu mang lên cho cậu ấy đi." Tôi tròn mắt, chưa bao giờ nghe nói có người bị dị ứng với cà phê cả, nhưng cô khiêm nói chồng tôi bị dị ứng với cà phê thật. Ban đầu anh ấy cũng không tin nên còn cố tình uống thử mấy lần, nhưng lần nào cũng phải chạy đi mua thuốc dị ứng nên từ đó anh không đụng tới cà phê nữa. Hèn gì mấy lần ở công ty, tôi thấy anh toàn cho tôi nếu ai đó lỡ mua cho mình. Tôi đưa trà lên, cẩn thận đặt nhẹ lên bàn, anh có vẻ mệt mỏi, mặt căng thẳng hai đầu lông mày trao lại trước mặt anh giấy tờ sổ sách chất cao gần quá đầu anh không nhìn tôi mắt vẫn chăm chú dán vào mấy con số trong sổ tôi cứ đứng loay hoay đi thì không nỡ mà ở lại thì sợ làm ảnh hưởng tới anh một lát sau anh mới ngẩng lên sao em chưa ngủ cô khiêm đâu mà em lại pha trà cho anh dạ là trà cô khiêm pha em chỉ bưng lên thôi nhưng em dặn cô khiêm từ mai không phải thức pha trà cho anh nữa em là vợ anh thì cứ để em làm mấy việc này cho không cần đâu em ngủ trước đi anh còn một số việc giờ về phòng em cũng không ngủ được em ngồi đây đợi anh sẽ không làm ảnh hưởng tới anh đâu chồng tôi liếc nhìn tôi một cái có lẽ thấy tôi ngang ngược quá nên đành thở dài tùy em ngồi đợi cũng được mà anh này dạo này công ty gặp chuyện gì nghiêm trọng hả không thấy chồng trả lời nên tôi phải ngập ngừng giải thích không phải là em tò mò đâu Tại lúc sáng em thấy bố mẹ vội vã ra ngoài từ sáng sớm, tối nay bố cũng ăn rất ít. Anh nhắm mắt cúi đầu xuống, bàn tay day day mấy lượt trên từng nếp nhăn trên trán. "Ừ, có một sai phạm từ mấy năm trước đang có khả năng bị điều tra lại." "Từ mấy năm trước vẫn còn điều tra hả anh? Trong kinh doanh thì một vài sai sót là điều khó tránh khỏi, không sao đâu." Anh nói rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính. Tôi thương anh thực sự, càng thấy anh vất vả lại càng thương anh cảm giác tội lỗi lại càng lớn từng lời mẹ anh nói hôm nọ cứ văng vẳng trong đầu nếu có người con gái ấy bên cạnh thì lúc này đây anh đâu cần phải nhọc nhằn lo toan như thế cô khiêm đã chẳng nói còn gì nhà trang có thế lực lớn quan hệ rộng tôi dù không hiểu gì về kinh doanh nhưng cũng biết ngoài tài năng và bản lĩnh ra thì mối quan hệ cũng là một điều không thể thiếu tôi trên ghế đợi anh lặng lẽ quan sát từng cái cao mày của anh mãi tới một lúc sau thì mắt xíu lại rồi gục xuống ngủ lúc nào không hay cho đến khi cảm nhận thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng nhưng hình như lại đang di chuyển mới vội mở mắt ra dụi dụi mấy cái thì thấy anh đang bế tôi vào phòng vài khoảnh khắc ít ỏi đó thật sự đã khiến tôi mâu thuẫn rất nhiều tôi nửa muốn trả anh về với trang nửa lại muốn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ động lòng vì tôi vì cứ chấp niệm mãi thế nên giây phút anh bế tôi lên tôi đã cố gắng áp mặt mình thật sâu vào lồng ngực của anh. Trong đó có trái tim từng làm tôi thổn thức. Tôi muốn ghi nhớ anh nhiều hơn một chút, để sau này nhớ anh dài hơn một chút. Suốt cuộc thì khi yêu, có ai lý trí được cơ chứ? Hôm sau trên đường đi làm, tôi loanh quanh vào siêu thị mua một ít lá trẻ xanh về hãm cho anh. Đây là thức uống mà cả nhà tôi uống, nhà cô Lâm cũng uống, nhưng tôi lại chưa thấy nhà chồng tôi dùng bao giờ. Thường thì buổi sáng, bố chồng cũng dùng trà, nhưng mà là mấy loại trà thượng hạng, mẹ chồng dùng đông trùng hạ thảo, tôi cẩn thận nhặt những lá không quá non cũng không quá già, khi hãm còn thêm mấy lát gừng rồi mang lên cho anh. Tôi không rời mắt, mắt chăm chăm nhìn anh uống, như thế con nít đợi được khen. Anh hạ ly trà xuống nhíu mắt hỏi: "Sao thế? Dạ không ạ. Em chỉ muốn đợi xem anh uống trà có ngon không thôi." "Ừ thì cũng được. Sao lại cho thêm gừng?" "Tại em thấy mùa này sắp vào Noel, có vẻ lạnh hơn." nên em bỏ thêm mấy lát vào cho ấm, mà uống gừng cũng giúp giảm căng thẳng hơn anh ạ, không ngon hả anh? Cũng được, chỉ tại chưa quen mùi này thôi. Anh cứ thử tập uống đi, mấy ngày là quen thôi, mà nếu anh không muốn bỏ gừng thì từ mai em nấu lá chè thôi, chứ anh đừng uống trà sấy khô nhiều nóng lắm đấy. Anh dừng tay nhìn tôi thắc mắc. Ai bảo là uống trà sấy khô nhiều bị nóng? Tôi cũng không biết mình nói có đúng hay không nữa, hồi trước ở quê có nông trường hái chè. Mẹ tôi nói là trà khô uống thì thơm ngon đó, nhưng nếu uống nhiều sẽ bị nóng. Giờ không lẽ nói với anh như thế nên tôi ngập ngừng. Tại em nghĩ người ta xấy khô rồi thì sẽ nóng hơn thôi. Mà anh này, ngoài cà phê ra, anh còn bị dị ứng với cái gì nữa không? Sao em lại hỏi thế? Em hỏi cho biết. Thấy mấy món người ta hay dị ứng thì anh vẫn ăn bình thường mà lại dị ứng với món người ta dùng được nhiều nhất cả nước, thế nên em mới hỏi. Hay là anh nhầm thật đấy, để em pha cho anh uống thử nhé lỡ không may bị dị ứng thật thì em chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc chống dị ứng cho không cần đâu tùy cơ địa từng người có thể anh dị ứng với một thành phần nào trong đó vâng thế anh có cần gì không em giúp cho mấy cái sổ sách này cái nào đơn giản em có thể làm được anh không ngẩng đầu lên nhìn tôi và chỉ hỏi được không được cái nào đơn giản nhất thì anh chỉ em đi anh đưa cho tôi một sấp hồ sơ rồi cúi xuống hướng dẫn tôi cách dò anh vừa mới tắm Mái tóc còn ướt vương mùi dầu cội của anh cọ cả vào mặt vào tai tôi. Mấy đêm liền, tôi với anh cứ thức cùng nhau như thế. Không nói gì nhiều đâu, vì anh cần yên tĩnh tập trung làm việc. Tôi biết việc mình làm cũng chỉ còn con thôi, nhưng lại thấy lòng mình vơi đi một chút. Hình như lâu dần thành thói quen, tôi chẳng thể nào ngủ nổi khi biết anh còn vất vả phía căn phòng bên kia. Có lần nửa đêm dậy hãm trà cho Thành, tôi bị mẹ chồng nhìn thấy. Bà giành lấy ly trà từ tay tôi đưa lên người rồi nhăn mặt. Cô pha cái gì cho chồng cô thế Dạ trà xanh mẹ ạ Ai kêu cô pha cho nó mấy thứ trà đó Mau đi pha cho nó ly đông trùng hạ thảo Hoặc nó muốn uống trà Thì làm cho nó ly trà thiết quan âm Tôi đang ậm ừ định lên tiếng giải thích Nhưng mẹ chồng căn bản không thèm nghe Vừa mới dạ dạ được một tiếng Thì bà đi tít tận phòng rồi Ấm ức quá không biết làm gì Cuối cùng đành tìm Hân kể khổ Hân nghe xong thì cười phì một cái Công nhận mẹ chồng mày cũng quái đản nhỉ gì mà ba cái thứ trẻ này lạc hậu không ra lạc hậu hiện đại không ra hiện đại thời nay người ta ưu tiên sử dụng mấy thực phẩm từ thiên nhiên mày không nghe có câu nói cỏ cây xung quanh mình toàn là thuốc quý đó à hình như mẹ chồng mày căn bản cứ nghĩ cái gì càng đắt đỏ thì lại càng tốt hay sao ấy vâng mà lúc đó em cũng không có thời gian để nói nữa chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng em đã bỏ đi rồi tôi vừa nói vừa đưa cho hân một túi to màu đen Hân vạch vạch ra xem hai mắt sáng rỡ. Quả quê à, ngon thế. Vâng, mẹ em mới gửi vào đấy, nhưng mà em không muốn mang về nhà chồng đâu. Lỡ mẹ chồng em thấy lệ khinh khi cái của ra mang tội. Thế để tao mang về, mai mày đi làm về ghé nhà tao rồi hai đứa mình ăn nướng đi. Gì chứ mấy món này cả nhà mình ai cũng khoái. Vâng, thế chị mang về đi, mai em về sớm rồi chị thẳng sang luôn. Nhớ đấy, cô Lâm nhắc mày hoài à. À, mà có chuyện này tao định tối về gọi cho mày. Chuyện gì chị? Hôm nọ, Tao thấy cái trang người yêu cũ của chồng mày Trong quán cà phê Nó đang ngồi với một đứa nữa Rồi hân bĩu môi một cái Mà tao thấy mày cứ khen nó đẹp Đẹp cái gì cái cỡ nó hả trời Chẳng qua nó chết mỹ phẩm với quần áo đắt tiền lên người nó Nhìn nó thế thôi Chứ mày thử tút tát lại đi Có khi còn ăn đứt nói chứ Tôi đập vào vai hân một cái Chị cứ bị nói nhảm mới sao ấy So sánh vớ vẩn Tao nói thật Tại mày giản dị quá thôi Nói thêm một lúc nữa Tôi mới sực nhớ chuyện hồi nãy hân định kể nên vội hỏi mà chị nói có chuyện muốn kể với em à Là chuyện này hả Không chuyện khác Lúc đó tao ngồi ngay sau bàn nó nên nghe rõ mồn một, một Nó nói nó chính là người đã đổ nước xà phòng Trong phòng nhà tắm mày đấy Mày chẳng nói bị trượt chân ngã còn gì Thấy tôi im lặng hơn nói tiếp Chuyện cũng đã qua rồi đừng buồn nữa Tao cũng chỉ nhắc cho mà đề phòng có rắn độc đó thôi Nó nói mấy lần Cố tình kêu em chồng mày cho ăn dứa nhiều Để mẹ chồng mày nghi ngờ mày Hôm đó thửa lúc không ai chú ý Nó lẻn vào phòng mày đổ nước xà phòng lên con này nó có âm mưu từ lâu rồi Công nhận Chồng mày phải phước phần lắm mới không dính vào nó Dính vào nó coi như uổng cả một đời Nhắc tới chuyện của con Tim tôi lại nhói lên một cái Đứng bẩn thần mãi chẳng nói được gì Mày cũng nghe cô Lâm nói còn gì Vợ chồng con cái gì đều là cái duyên hết Con nó không có duyên với mình thì nó đi thôi Đừng buồn nữa Vâng em biết rồi Là tại em hay tại ai Thì con em cũng mất rồi Giờ biết là do chị ta làm hại thì cảm giác tội lỗi trong em cũng có vơi bớt được đâu khi chúng tôi đang đứng ở nhà xe thì thấy mẹ chồng tôi đi từ đằng xa mẹ vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh tôi thấy hân tự nhiên chào hỏi mẹ chồng chào cô hôm nay thấy sắc mặt cô hồng hào hơn rồi đấy ạ à? mẹ chồng nhìn thấy tôi thì thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã quay sang cười với hân chào bác sĩ hân hôm nay cô tới tái khám lúc này cũng nghe bác sĩ khánh nói các chỉ số đều ổn định may quá Tôi biết mẹ chồng không ưa mấy cái món bình dân Mà lại còn là đồ mẹ tôi gửi vào nữa lại càng không thích Nên ra hiệu cho Hân giấu cái túi đi Rồi lý nhí chào mẹ Tôi đã nói rồi Bình thường Hân ăn nói bỗ bã Ăn to nói lớn thẳng như ruột ngựa Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt Hân còn thích trêu ngươi người khác nữa Thấy tôi khều khều Hân không những không giấu đi Mà còn cố tình mở toang cái túi ra trước mặt mẹ chồng Giọng giả lả giả nai Ôi thế hóa ra cô là mẹ chồng của cái nghi ạ à? cháu xin lỗi hôm đám cưới nghi cháu có gặp cô rồi nhưng hôm đó trời tối lại đứng từ xa nên không nhớ rõ chẳng trách mấy lần cô tới khám cháu cứ thế quen quen mà nghĩ mãi không ra mà hình như đợt này nhìn cô còn trẻ và khỏe hơn đợt trước phải không ạ à? mẹ chồng tôi được khen lại được một bác sĩ khen nên vui lắm cứ cười suốt thành ra lời nói với tôi cũng bớt lạnh lùng đi phần nào tôi cũng không biết bác sĩ với con dâu tôi là chỗ quen biết hôm nào có thời gian mời bác sĩ tới nhà tôi chơi vâng ạ à. Cháu với cả cái nghi con dâu bác Quen thân với nhau nhiều năm rồi Bác xem, có mấy củ khoai trái bắp với bầu bí Mẹ nó gửi từ nhà vào mà còn đem chia cho cháu đây ạ à. Mẹ chồng tôi nghe nói thế thì tròn mắt ngạc nhiên Còn Hân thì vẫn thao thao bất tuyệt Chắc định dồn tôi xuống hố luôn mới hả lòng hả dạ Mình ở đây đất chặt người đông Kiếm được những đồ nhà chồng Vừa sạch sẽ vừa ngon thế này khó lắm cô ạ à. May mà mẹ nghi gửi vào suốt Mỗi lần thấy cháu mang đồ của nghi về là mẹ cháu vui lắm mấy cái lá rau đã úa rồi cũng không bỏ đâu mẹ chồng tôi sững lại mấy giây rồi hỏi thế bác sĩ cũng hay ăn như vậy à vâng thật ra không phải lúc nào ăn uống cũng sang trọng bồi bổ nhiều cũng là tốt đâu ạ à. nhất là bệnh của cô thỉnh thoảng ăn uống thanh đạm một chút để cơ thể cân bằng lại cũng tốt cô ạ à. mẹ chồng nhìn mấy củ khoai vẫn tung tẩy liên hồi trong tay của hân rồi quay sang nói với tôi thế chốc nữa mang một ít về nhà nấu đi lúc nãy đi xe gì tới đây Dạ con đi xe máy ạ à? Lần sau có đi đâu Thì bảo chú Tân tài xế chở đi Kể từ khi về làm dâu Đây là lần đầu tiên mẹ nói chuyện với tôi như vậy Dù không hẳn là nhẹ nhàng lắm Nhưng cũng không gay gắt như mọi lần Thậm chí còn có chút quan tâm trong đó nữa Nên trên đường về tôi thấy nhẹ nhõm hẳn Trước sau gì cũng không ở bên nhau quá lâu Chẳng phải đoạn đường này càng vui vẻ thoải mái Thì sau này gặp lại càng dễ dàng với nhau hơn hay sao Vào tới phòng Tôi lấy máy gọi về cho Sang Mẹ tôi đau ốm suốt mấy hôm trước đi khám bị cao huyết áp lại thêm mỡ trong máu cao nên bác sĩ bắt nhập viện theo dõi mấy ngày chuông đổ một hồi vẫn không thấy ai bắt máy mãi sau nó mới gọi lại cho tôi nó nói em mới đi ra ngoài một chút chị ạ à. mẹ có nghe tiếng chuông nhưng không dành điện thoại nên không biết nghe mẹ tôi trước giờ có khi nào dùng điện thoại cảm ứng đâu nên nghe có chuông đổ cũng không biết phải làm thế nào nó chưa quay mẹ cho tôi gặp nhưng nhìn thấy nó vừa nói vừa cười tôi cũng an tâm phần nào tôi hỏi nó Ừ thế mẹ hôm nay thế nào Lúc sáng mẹ có mệt chị ạ à, Nhưng chiều nay mẹ đỡ rồi Lúc nãy còn ăn hết một suất cháo bệnh viện cơ Mọi lần mẹ tôi nằm viện Toàn ba ở lại chăm Ngày đêm gì ba cũng ở Nhưng đợt này mấy lần gọi về toàn thấy sang Nên tôi ngạc nhiên hỏi nó Thế hôm nay ba có xuống với mẹ không Ba có xuống lúc trưa Em nói với ba tối để em ngủ lại chăm mẹ Nên ba chỉ xuống ban ngày thôi Nó ngập ngừng một lát rồi nói tiếp Chị này Ba đợt này ho nhiều Em dặn ba bỏ thuốc mà ba không nghe Hay chị thử gọi về khuyên ba xem sao Ừ để ít bữa nữa chị gọi về Ba mẹ già cả rồi Nay ốm mai đau Chị thì ở xa nên em chịu khó giúp chị nhé Đúng là lâu lắm rồi tôi không gọi cho ba Từ sau hôm đám cưới Hình như tôi chưa nói chuyện với ba thêm lần nào Mấy lần mẹ gửi đồ vào Chỉ nghe mẹ nói Ba còn kêu mẹ gửi cho con mấy trái bầu hổ lô bà nói hồi nhỏ con hay thích ăn bầu hồ lô luộc chăm mắm tép quê mình hay lần tôi sảy thai mẹ lại nói bà dặn con giữ gìn sức khỏe chưa mới xa xảy mà tinh thần cứ uất là không tốt đâu mỗi lần nghe mẹ nói thế tôi xúc động lắm kiểu chỉ cần mấy lời nói đơn giản thế thôi cũng đủ khơi dậy trong tôi một thứ tình cảm thiêng liêng vốn tưởng đã ngủ quên trong trái tim mình giờ sang nhắc thế tôi mới nhớ lâu lắm rồi tôi không nghe lại giọng nói của ba từ hồi ba còn đánh chửi tôi mỗi cơn say, cho đến khi tuổi già đã nghiệt ngã đến bên ba lúc nào cũng không hay biết. Cứ nghĩ mãi như thế nên tôi bẩn thần một hồi lâu không nói, sang dục tôi. Được không chị? Chưa đêm ba ho lắm mà em với mẹ nói ba không chịu nghe. Mí mắt tôi nóng gian nhưng vẫn giả vờ bình thường nói với nó. Để chị thử khuyên ba xem sao, mà bệnh viện huyện mình mới xây lại hả sang Đâu? Xây thêm có mỗi khu dịch vụ cao cấp này thôi chị ạ. À tôi ngạc nhiên hỏi nó ủa mẹ chuyển về phòng này lúc nào vậy bữa mẹ nằm phòng thường một đêm qua sáng mai thì chuyển về đây luôn chị ạ à. bữa đó anh rể nhờ người quen ngoài này sắp xếp phòng cho mẹ anh còn nhờ bác sĩ trưởng khoa ở đây nữa nên ngày nào bác sĩ đó cũng xuống thăm khám cho mẹ hết lát sau nó giật mình hình như nghĩ ra điều gì đó thì vội hỏi anh rể không nói với chị à sao chị không biết tôi không biết thật mẹ tôi nhập viện tôi còn không nói cho anh cũng chẳng biết vì sao anh biết nhưng sợ nó nghĩ linh tinh nên đành nói à hôm bữa anh ấy có nói nhưng chị quên mất anh dễ tốt chị ạ à. anh hay gọi về cho mẹ lắm cũng hay gửi thuốc bổ nữa nếu là ngày trước nghe những lời này có lẽ tôi đã cảm động kinh khủng cũng đã dấy lên những ảo tưởng nào đó nhưng giờ tôi lại nghĩ anh làm tất cả những điều này cũng chỉ vì ấy náy mà thôi anh tốt với tôi vẫn tốt với tôi như những ngày gặp gỡ đầu tiên nhưng tốt là một chuyện Tình cảm lại là một chuyện khác, tôi cũng chẳng biết rốt cuộc anh có nên tốt với tôi hay không, có lẽ không cần, vì chỉ sợ những điều anh làm sẽ làm tôi vấn vương nặng lòng mà thôi. Chiều hôm sau hết giờ làm ở cửa hàng, tôi chạy thẳng sang nhà Cô Lâm, nơi đây lúc nào cũng là nhà, những người nơi đây lúc nào cũng là gia đình của tôi. Vừa ra tới trước cổng đã nghe tiếng hân vọng ra. Đấy, nãy tao nói mà Cô Lâm không tin, con này cứ phải đợi nghe mùi thơm nó mới chịu tới. Tôi dắt xe vào cười cười Nay chị không đi làm à? Không, tôi phải ở nhà nấu cho mấy người ăn Vâng, thế lần sau chị đội mưa đội gió ra bến xe lấy đi Em ở nhà nấu được chưa? Lèm bèm hoài Thôi thôi, tao nói thế thôi Chứ thổ cả thùng này về thì tao chịu Công nhận mày tài thật đấy Nhìn mày tao cứ nghĩ chỉ cần ngọn gió heo may thôi cũng thổi được mày Thế mà chờ cả cái bao to vật vã chẳng hề hấn gì Khỏi nịnh Mà cô Lâm đâu rồi chị Cô Lâm vừa ra mua mấy trái ớt nay cô làm món sung ngâm mắm tép bao ngon luôn wow thế thì làm gì không để em phụ cho hân vừa định nói gì đó chợt liếc thấy tay tôi đang đeo một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ khác ngay bên cạnh nhẫn cưới liền la toáng lên ủa ủa cây nhẫn này mày mua hồi nào vậy xịn thế tôi vừa gọt nốt mấy củ cà rốt vừa đáp chồng em mua cho em đấy chồng mày mua sao vừa bé tí vừa xấu thế rõ là điên lần trước cũng khen tôi mua tôm to sau khi biết tôi mua định làm tiệc mời bố mẹ chồng thì kêu bé tí Lần này cũng vừa khen xong Rồi nghe tôi nói là của Thành mua Lại quay mắt sang chê Tôi lầm bầm Chị Lật còn hơn mấy người bán bánh tráng nữa đấy Hân tặc lưỡi Thì tao tưởng mày mua mới khen Chứ chồng mày mà mua thì chê là đúng rồi Ai đời đại gia mà tặng vợ cái nhẫn bé như mắt mũi ấy Mà chồng mày tặng nhân dịp gì thế Chả dịp gì cả Mà em thấy cái này mới hợp với em Chứ cái nhẫn cưới này đeo vào Có thấy kịch cỡm làm sao ấy Hân không tin là không có dịp gì thì cứ lẩm bẩm xem gần đây có ngày gì đặc biệt của tôi hay không. Ngày gì nhờ? Không phải sinh nhật của mày, cũng không phải kỷ niệm ngày cưới, suốt cuộc là ngày gì? Thật đấy, nếu không phải nhân dịp gì đó mà anh ta tự nhiên tặng quà cho mày thì chỉ có hai khả năng thôi. Đúng là hôm đó không có dịp gì đặc biệt thật, anh chỉ nói đang cùng với anh Phong đi chọn quà sinh nhật cho vợ của đối tác thì vô tình thấy cái nhẫn này đẹp nên mua cho tôi, cái nhẫn bé thôi So với số trang sức trong tổ của tôi thì bé tí tẹo thật. Mặt nhẫn là hình một chiếc lá màu xanh, khi đeo cạnh chiếc nhẫn cưới có hột kim cương to tướng thì nó đúng là cách cỡm thật. Thế nhưng tôi lại thấy nó hợp với mình hơn, cũng thích hơn nên từ đó tới nay tôi chưa tháo ra lần nào. Thấy tôi không thèm trả lời, Hân vẫn kiên trì phân tích. Một là anh ta thấy có lỗi, hai là anh ta có tình cảm với mày. Mà ở trường hợp này thì tao nghĩ khả năng thứ hai cao hơn, vì con người yêu cũ của chồng mày ấy, tao vừa nhìn là đã biết nó nham hiểm rồi huống gì là chồng mày chồng mày siêu như thế kia kiểu gì chẳng nhìn ra anh có nhìn ra hay không thì đó cũng là người có thể giúp anh trong sự nghiệp chị ta có nham hiểm thì cũng là nham hiểm với tôi chứ có nham hiểm với anh đâu mà sợ chuyện của nhà chồng tôi không muốn nói với hân nên cứ im lặng nghe hân phân tích một mình một lúc sau cô lâm đi chợ mới về tôi vừa ngẩng đầu lên định chào cô thì thấy cô không đi vào một mình phía sau lưng cô là anh lúc chiều tôi tới đây mà không nói với anh một tiếng trùng hợp lại gặp anh ở đây nên đâm ra lúng túng chưa kịp lên tiếng thì hân đã nhanh nhẩu chào anh thành ạ à, anh tới đón nghi à anh gật đầu chào lại hân rồi nói không anh đi người không tới nên lát nữa phải nhờ nghi trở về hân không tin nên cứ đừng nhón nhón chân mình ra cửa mãi một lúc sau mới quay lại ghé vào tay tôi nói nhỏ không có xe thật mày ạ hôm đó chúng tôi ở lại dùng cơm với gia đình cô lâm Hệt như ngày trước mỗi cuối tuần anh vẫn ghé chơi Cô Lâm gắp cho anh mấy trái sung bỏ vào chén rồi nói Phải biết trước cháu tới Thì lúc nãy cô mua ít hến về nấu canh Thôi ăn thử cái này đi cháu Sung cũng của nhà cái nghi mà mắm tép cũng của nhà cái nghi gửi vào Chẳng biết Hân cố tình hay sao Bình thường còn có điểm dừng Nhưng hôm nay cứ như xe đứt thắng Mẹ nó gửi vào hoài Mà nó nói bên nhà anh không biết ăn mấy món bình dân này Nên mang hết sang đây Tôi đưa chân đá đá vào chân Hân ra hiệu mà Hân vẫn không ngừng nói. Giờ mấy món tự trồng ở quê sạch sẽ như thế này hiếm lắm, nên nó mang sang đây cho tụi em. Có đợt nhiều còn chia luôn cho mấy nhà hàng xóm. Chưa bón cho cây vàng anh, thì mua mấy loại rau ngoài chợ cho khỏe cũng được anh ạ. Mấy điều này anh không biết đâu, tôi cũng không mong anh biết, nên vừa định đá vào chân Hân thêm một cái nữa thì cô Lâm đã lên tiếng. Tôi ăn đi cháu, thịt chấm mắm tép mà có thêm mấy trái sung này đỡ ngán hơn, Vài lần trong bữa ăn anh đưa mắt nhìn tôi Tôi đã không biết rằng thật ra lúc đó anh đã rất áy náy Hình như nửa áy náy nửa xót xa Ăn xong tôi dục anh về Tôi không muốn về quá muộn Ra tới sân mới biết anh không đi xe tới thật Anh thản nhiên Xe anh hư nên lúc nãy anh đi taxi tới đây Nói xong Anh giành lấy chìa khóa xe từ tay tôi Rồi ngồi lên phía trước Tôi lúng túng Anh có biết chạy xe thật không đấy Nếu không thì ngồi ra sau để em chở cho Lên đi, ra tới mấy khúc cua, tôi mới biết hình như tay lái của anh không vững thật, mấy lần còn đâm vào ổ gà làm tôi chúi nhủi đầu vào lưng anh, tôi hốt hoảng, "Này, anh có biết chạy xe thật không đấy?" "Yên tâm đi, hồi học cấp 3 anh có chạy mấy lần." "Hồi học cấp 3?" "Ừ. Hơn 10 năm rồi." "Ừ, anh thấy tôi không hỏi tiếp liền quay đầu lại. Sao, không dám à?" Lúc đó tôi định nói với anh, "Yêu anh là đau khổ là sai thế mà tôi còn dám" Thì ngồi lên xe cho anh chở có gì mà tôi không dám Nghĩ sao cuối cùng lại lăng lẽ gật đầu Em không sao Anh chạy chậm chậm qua con đường đầy hoa sữa Mùi hoa sữa nồng nàn trong từng cơn gió Tôi không thích đi xe ô tô là vì thế Không hẳn vì say Mà vì tôi thích cảm giác chạy xe rong ruổi trong đêm tối Cảm giác được hít căng đầy lồng ngực mùi hoa cỏ Mùi của từng ngọn gió thanh thang Cảm giác được thấy mình nhỏ bé nhưng lại bình yên Con đường anh đi không phải đường về nhà Chúng tôi chạy qua một vựa bán cây cảnh cực lớn. Khi nhìn thấy mấy chỗ hoa cầm tú cầu, tôi vội đập mấy cái vào vai anh nói to. Anh ơi, hoa kìa, hoa kia kìa. Anh thấy tôi la thất thanh thì chạy chậm lại rồi dừng hẳn nói. Hoa gì? Hoa gì em quên mất rồi, hoa gì ý nhỉ? Vựa cây cảnh có 200 loại hoa lận đấy. Không, hoa có mấy cái cánh xinh xinh như cánh bướm ý. Anh trao mày lại rồi gật đầu. À, hoa có mấy cái cánh xinh xinh như cánh bướm là hoa cầm tú cầu hả? Vâng đúng rồi, đẹp anh nhỉ Hồi nhỏ em nghe kể về sự tích loài hoa này mà khóc mãi Chỗ chúng tôi đang đứng gần một vệ cỏ ven đường Anh xuống xe hẳn rồi rủ tôi ngồi xuống Ngồi xuống đây một lúc đi, kể đi xem nào Tôi nghe từ lâu lắm rồi Hơn nữa mấy cái sự tích này Thường những người như anh ít tin lắm nên lắc đầu Thôi, em không kể đâu Một ly trà xanh đậu đỏ Tôi nhìn anh hồ nghi Thật không, gần đây có bán hả anh chưa kịp nói xong thì anh đã đứng dậy Vừa đi vừa dặn tôi Ngồi đây đợi anh Một lát sau anh quay lại Trên tay cầm ly trà xanh đậu đỏ và mấy cây cá viên chiên Tôi kể cho anh nghe về sự tích hoa cầm tú cầu Về nàng Lia và chàng Erai Về mối tình khắc cốt ghi tâm của họ Chẳng biết anh có tin hay không Nhưng anh vẫn ngồi im nghe tôi kể Đêm đó có một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm Tóc tai vuốt cao gọn gàng Ngồi bệt trên vệ cỏ ăn cá viên chiên uống trà xanh đậu đỏ và nghe tôi kể chuyện sự tích tình yêu. Lúc chúng tôi về mẹ chồng vẫn chưa ngủ, mẹ còn ngồi trên ghế, thấy tôi mẹ lạnh mặt định nói gì đó, nhưng vừa lúc đó chồng tôi lại xuất hiện sau lưng, nên mẹ tôi không nói gì nữa. Qua hôm sau dù là ngày nghỉ nhưng anh vẫn đi làm, khi tôi vừa bước xuống cầu thang thì mẹ đã gọi lại. Nghi này, dạ, mấy hôm trước chồng cô bị thương ở miệng, cô có biết không? Tôi biết trước, trước sau gì Trang cũng nói với mẹ chồng nhưng bị hỏi đột ngột như thế không tránh khỏi lung túng lần trước chỉ vì gặp nguyên tới thăm ở bệnh viện mà mẹ chồng đã phạt lau chùi phòng thờ rồi đợt đó mẹ còn cảnh cáo không được có lần sau nữa thế nên lần này tôi nghĩ chắc bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà luôn biết nói gì bây giờ không lẽ nói thấy chồng mình ngồi với người yêu cũ nên ghen nếu thế ghen là tôi ghen chứ liên quan gì đến nguyên mà nguyên đánh nói chung trong trường hợp bình thường thì một người bạn cũng có quyền đau lòng cho một người bạn khác bị phản bội nhưng tôi với nguyên thì không mẹ chồng vốn đã nghi ngờ mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì dù tôi có nói gì mẹ cũng sẽ không tin vừa may lúc đó trang tới chưa lần nào tôi thấy sự xuất hiện của trang có giá trị như lúc này trang bước vào trên tay cầm một túi hạt sen cười tươi nói cháu có ít hạt sen tươi mới hái bác ạ à? để cháu nấu chè cho bác nhé cháu vẫn nhớ bác thích ăn nhất là món chè hạt sen táo đỏ mẹ chồng tôi thấy trang tới thì vồn vã cũng không nghiêm mặt với tôi nữa. cháu chu đáo quá, đi xa lâu như vậy mà vẫn nhớ món bác thích, cảm ơn cháu. tôi cũng từng nấu chè hạt sen táo đỏ cho bà, nhớ lại ngày hôm đó đứng trước cửa phòng nghe được câu chuyện của bà với duyên và sau đó lại nghe chị hân kể về chuyện thấy trang ở quán cà phê, tôi vẫn còn oán hận tới bây giờ. không ngờ chị ta lại hại tôi thê thảm như thế, thấy tôi được mặt ra mẹ chồng nhắc. Còn không nhanh xuống bếp phụ chị Trang đi Đứng đó làm gì Tôi đành nghe lời mẹ chồng léo đéo theo chị ta xuống bếp Vì lần trước đã lần mò lên mạng nấu rồi Nên tôi cứ đứng im sơ chế từng nguyên liệu Trang quay qua bắt chuyện Em với anh Thành quen nhau lâu chưa nhỉ Sao trước giờ chị chưa từng nghe nghe nhắc gì về em cả À Ý là đang muốn ngầm ám chỉ tôi rằng Chuyện gì Thành cũng sẽ nói sẽ kể cho chị ta nghe Tôi thật thà đáp em với anh ấy mới quen được gần 2 năm thì cưới chị ạ nghe nói em có bầu rồi mới cưới phải không thế mà cuối cùng buồn em nhỉ nhưng chắc duyên chỉ tới đó thôi nên phải chấp nhận thuê mà vâng tiếc là em không giữ được con mình cũng không biết tại thiên hay tại nhân nữa chị ạ lúc nói câu đó tôi cố tỉnh xoay người nhìn thẳng vào mặt chị ta hình như chị ta hơi trột dạ tôi thấy ánh mắt của trang cụp xuống một cái rồi nhanh chóng bình thản ghé tay tôi nói nhỏ. Tại nhân hay tại thiên thì cũng mất rồi, mà chẳng phải anh thành cưới mày là vì cái thai sao? Giờ nó không còn, thì mày cũng nhanh chóng ra khỏi nhà đi, còn mặt dày ở đây làm gì? Tôi hít một hơi thật sâu, bếp nhà chồng tôi rộng lắm, mẹ chồng tôi lại ít khi xuống bếp, nên chị ta mới chơi chén hạ màn với tôi như vậy. Tôi dừng tay nhìn thằng chị ta trả lời từng tiếng một, to, rõ ràng, chứ không cần thì thầm như chị ta vâng chị cho dù là lý do gì đi nữa thì tôi với anh ấy cũng đã là vợ chồng người ta nói tu trăm kiếp mới chung thuyền tu ngàn kiếp mới chung chăn gối chị ạ à, thế nên cứ trân trọng nhân duyên hiện tại cái đã tương lai là thứ mà không ai biết trước người ta yêu nhau mười mấy năm còn có thể chia tay cơ mà mày hơn nữa tôi không cần biết cái gì xứng đáng hay không tôi chỉ cần biết tôi là vợ hợp pháp của anh thành một người cũ hay mười người cũ cũng không bằng một người vợ được pháp luật công nhận đâu." Tôi vừa nói vừa giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, không phải để khẳng định cái gì cả, vì tôi biết trước sau gì tôi cũng không phải vợ hợp pháp của anh đúng nghĩa. Tôi chỉ muốn chị ta biết, tôi không phải đứa dễ bị bắt nạt. Tôi không thể hết lần này đến lần khác chui vào trong cái chồng mà chị ta răng sẵn được, mà chẳng thấy tôi nhắc tới pháp luật, tới hôn nhân này kia cũng không hề có phản ứng gì, chứng tỏ chị ta vẫn chưa biết tôi với anh chưa đăng ký kết hôn. Trang chợt thay đổi thái độ Lại tiếp tục cười với tôi rồi nói to Trẻ chín rồi đó em Em múc một chén lên cho bác ăn thử xem có ngon không nhá Để xem tay nghề của hai chị em mình tới đâu nào Tôi thật sự sợ nét mặt giả tạo của chị ta Nhưng cũng không thể làm gì được Huống hồ mấy lần mẹ chồng dặn phải hòa đồng với chị ta Vì chị ta là khách quý nên đành phải nghe theo Múc một chén đưa lên cho mẹ chồng Tôi vừa quay lưng định lên nhà trước thì Trang gọi lại Thôi, để chị bê cho, em múc thêm một chén mang nữa lên đi." Tôi nghĩ Trang định lấy lòng mẹ chồng, mà nguyên liệu cũng toàn chị ta mua, nên tôi không nghi ngờ gì, liền đưa chén chè trên tay cho Trang. Trang giơ tay ra chạm vào chén chè, rồi không hiểu sao lại rụt tay lại, mà tôi thì thấy chị ta chạm vào rồi nên đã thả ra. Cuối cùng chén chè rơi xuống đất vỡ tan tành. Mẹ chồng tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ vội vàng chạy xuống, khi thấy tôi đang đứng bên cạnh, còn Trang thì ôm tay nhăn nhó gần khóc tới nơi, nên chạy nhanh lại bên Trang, cuối cùng lại vô tình va vào tôi, khiến tôi lảo đảo đứng không vững. "Sao thế này hả cháu? Có chuyện gì thế này?" "Cháu bị bỏng tí thôi ạ. À. Đầu đưa bác xem." "Trời ơi, đỏ hết nguyên một mảng thế này rồi." Mẹ chồng tôi suýt xoa một hồi rồi quay sang nạt tôi, "Vụng thối vụng nát, cô bê kiểu gì mà để chị Trang bỏng tay thế này?" Tôi chưa kịp đáp thì Trang đã lên tiếng trước. "Không phải đâu bác, Tại cháu nói để cháu bê trẻ lên cho bác Nên Nghi mới đưa Mà lúc đó nóng quá nên cháu rụt tay lại Định đi lấy cái khay bỏ lên cho khỏi nóng Cháu xin lỗi Cháu cứ tưởng Nghi vẫn còn giữ chén nên mới làm như thế Cháu chịu khó một chút nhé Để bác kêu tài xế trở tới bệnh viện Tôi chưa bao giờ nghĩ Chỉ bảo một tí tẹo như thế cũng phải đi bệnh viện Đúng là người nhà giàu họ khác Mẹ chồng tôi cuống quýt nói với chú tài xế Chú mau đưa cháu Trang tới bệnh viện đi Phải tới bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương Chứ không là để lại sẹo lắm đấy Lúc Trang đi rồi Tôi mới cảm nhận thấy rát nơi hai bàn chân của mình Khi chén trẻ rơi xuống Thì chân tôi đã hứng trọn Lại còn bị mấy mảnh vỡ thủy tinh bắn trúng Nên vừa tấy đỏ vừa dớm máu Tôi lặng lẽ cúi xuống Nhặt hết những mảnh vỡ còn sót lại Rồi bước về phòng lấy băng keo ơ gâu Dán lại mấy chỗ máu chảy Còn mấy vết đỏ gần bỏng thì mặc kệ Dù sao cũng không nhiều lắm Hơn nữa tôi cũng không biết làm gì khác Ngoài rửa lại nước lạnh mấy lần Tới chiều thì chồng tôi về anh vừa định bước vào nhà tắm, nhưng liếc thấy hai chân nổi từng mảng đỏ, liền nhíu mày vội vã hỏi: Chân làm sao thế? Tôi cười. À, lúc sáng em với chị Trang nấu chè hạt sen cho mẹ, lúc mang lên thì không cẩn thận nên chén chè rơi xuống. Chị Trang hứng một nửa. Em cũng đã hướng một nửa anh ạ. Thế xử lý chưa? Em ngâm nước lạnh rồi. Thành nhìn tôi một lát, rồi xuống lầu lấy một lọ kem trị bỏng. Anh cúi xuống im lặng bôi từng lớp gel lên chân tôi từng lớp từng lớp kem mát lạnh thấm vào da thịt làm tôi dịu lại bôi hết các chỗ phòng rồi anh mới ngẩng đầu lên hỏi còn chỗ nào nữa không hết rồi nhưng em không sao đâu ngày nhỏ em đi cắt cỏ bị đứt tay suốt còn mấy vết bỏng này nữa nhầm nhò gì ít bữa nữa da da mới là lành thôi mà công nhận thuốc này tốt thật anh ạ mới bôi có chút xíu mà em thấy dịu hẳn rồi đây là thuốc của thái nhà mình thường sử dụng thuốc của hãng này lần sau cần gì em xuống tủ thuốc lấy để xử lý trước nhé toàn là tiếng nước ngoài em có xuống cũng có biết đó là thuốc gì đâu mà dùng hơn nữa anh yên tâm đi cũng chẳng có lần sau đâu thành im lặng một chút hình như anh hiểu được ý tứ sau lời tôi vừa nói lúc đó tôi định nói với anh sẽ chẳng có thêm lần nào tôi xuống bếp cùng người yêu cũ của anh nữa cũng sẽ không có lần nào mất cảnh giác như hôm nay nữa chị ta hại tôi từng đó đủ rồi tôi vừa nói vừa hướng ánh mắt mình ra phía cửa sổ ngoài kia từng vì sao lấp lánh khắp bầu trời đến khi nghe có tiếng thở nặng nề ngay sát cạnh bên mới biết anh đã ngồi bên cạnh tôi từ đời nào anh kéo đầu tôi lại gần một chút đưa tay luồn vào từng lọn tóc của tôi chúng tôi cứ ngồi như thế mãi một lúc sau tôi mới sực nhớ tới chuyện của mẹ thả không biết thì thôi đã biết rồi thì ít nhất cũng phải cảm ơn một lời tôi nói hôm nọ em có nghe sang nói anh nhờ bạn chuyển mẹ về phòng dịch vụ à cảm ơn anh không có gì Mẹ già rồi Đêm hôm ngủ ở phòng nhiều người ồn ào khó ngủ lắm Vâng Lát sau anh lại nói tiếp Sau này có chuyện gì Đừng giữ trong lòng một mình như vậy nữa Đợt trước anh nói đưa em về quê Nhưng chưa có thời gian Đợi anh ít bữa nữa nhé Tôi biết thời gian này anh đang bận biệu Nên không muốn anh phiền lòng Mà hình như cũng không muốn anh đưa tôi về Kiểu sợ mình yếu đuối ấy Nên đành nói với anh Em đang định nói với anh, ít bữa nữa dỗi việc em về quê mấy ngày, đợt này cả ba và mẹ đều bệnh suốt anh ạ. Thế cũng được, em chịu khó về một mình được không? Tôi cười khoe chiến tích. Ngày em bỏ nhà đi còn chưa đủ 16 tuổi, tính ra anh có giỏi cỡ nào thì riêng khoản này anh vẫn thua em. Khóe môi anh cong lên cười mãi. Ừ, thua, không chỉ một mình anh thua mà ai rồi cũng sẽ đầu hàng thôi. Tới hôm sau Tôi phải kiểm kê ở cửa hàng nên về muộn Vừa tới cổng thì gặp một người không muốn gặp đi ra, Sao dạo này chị ta tới đây nhiều thế cơ chứ Tôi dắt xe vào Định bụng làm lơ đi Nhưng Trang đã lên tiếng trước Vất vả thế hả em Ngày trước còn yêu nhau Anh Thành không bao giờ nỡ để chị đợi quá 5 phút Chứ đừng nói để một mình đi sớm về khuya thế này Dù sao cũng gặp nhau ở đây rồi Hơn nữa lâu giờ tôi cứ nghĩ Thành đã nói cho chị ta biết chuyện tôi với anh chưa đăng ký kết hôn Hóa ra anh lại chưa nói đã chưa biết thì tôi còn sợ gì vâng hình như cái gì càng đẹp đẽ càng dễ gây tiếc nuối chị nhỉ ngày trước thế nào em chẳng biết chứ bây giờ em thấy chị cứ đi ra đi vào nhà em suốt mà cũng có gặp được chồng em đâu trang nhìn tôi bĩu môi một cái tao cần gì phải tới đây mới gặp mày không nhớ đêm tân hôn của mày à <laughs> tân hôn mày biết không đêm đó thật ra tao cũng động lòng thương mày nên chỉ định gọi chơi chơi thôi ai ngờ anh ấy đến thật đến nhanh như một cơn gió mà mày biết lúc ở trên giường với tao anh ấy nói gì không anh ấy nói cái mùi quê mùa của mày làm anh ấy lợm giọng đấy tôi hít một hơi sâu cô nén lại chút chua sót chuẩn bị trào dâng với ai chứ với cô ta thì chẳng việc gì phải đau lòng cả nếu là ngày trước tôi không dám đâu nhưng chơi với hân một thời gian lâu nên hình như bị lê cái tính trà treo của hân thì phải tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta gần từng tiếng vâng tôi biết chứ biết rõ nó là đằng khác chẳng qua lúc đó tôi đang mang thai tính ra thì cũng thiệt thòi cho anh ấy nên mới khuyên anh ấy tới với chị thôi kể ra thì đâu phải dễ gì mà có mối chơi được miễn phí lại được mời gọi thế này đâu trang nghiến răng lao tới tôi mày còn nữa chị xem chị dùng trăm phương nghìn kế rồi cũng chỉ giữ được anh ấy một lúc thôi tôi nhớ đêm đó anh ấy về không muộn lắm nhớ mang máng vậy thôi chứ lúc anh ấy về thì tôi ngủ rồi chồng mình muốn đi đâu thì đi không việc gì phải giữ vì trước sau gì anh ấy chẳng quay về mày bị chồng bỏ đi giữa đêm tân hôn mà còn không biết xấu hổ à còn lên mặt được như vậy à tôi việc gì phải xấu hổ chị quên à tôi đã nói bao nhiêu người cũ của anh ấy không quan trọng vì đã cũ rồi chị hiểu không lúc đó tôi cố tình nhấn mạnh từ cũ nhấn mạnh và kéo dài hơn nữa tôi cũng đang thắc mắc là đêm ngủ có khi nào chị thấy con tôi đứng ở đầu giường, kéo tay lôi chị đi không? Nghe tôi nói thế, mặt Trang có vẻ hơi biến sắc, dù vẫn cố tình bình tĩnh nhưng giọng nói hơi lắp bắp. "Mày điên à? Mày, mẹ nói cái gì thế?" Tôi bước thêm mấy bước đứng sát vào chị ta, chị ta cao hơn tôi lại đang đi thêm một đôi quốc nữa, nên tôi phải ngước lên mới nhìn thẳng vào mắt chị ta được, giọng tôi sắc lạ. "Chị đừng tưởng tôi không biết chuyện chị hại con tôi." chuyện chị cố tình làm cho mẹ chồng tôi hiểu nhầm về mối quan hệ giữa tôi và nguyên chuyện chị làm tôi phải vắng mặt trong bữa tiệc của bố mẹ tôi cả chuyện chị làm đổ chén trẻ để vu oan cho tôi nữa à quên con tôi là đứa trẻ giàu lòng vị tha nên có lẽ nó không trách chị đâu chỉ có điều trang ạ lương tâm chị thì cũng chẳng biết cắn rứt là gì đâu nhỉ nhưng tôi đưa tay đâu lấy cầm trang để bắt chị ta nhìn lên trời người đang làm trời đang nhìn đấy hình như Trang hơi hoảng loạn nên hất vội tay tôi ra, nhưng sau đó lại quay trở về dáng vẻ khiêu khích ban đầu. Mày muốn vẽ hưu vẽ vượn gì thì mặc mày, nhưng mày nên nhớ, anh Thành trước sau gì cũng quay về với tao, mày trước sau gì cũng sẽ bị đuổi khỏi cái nơi này không thương tiếc. Sao không tranh thủ lúc chưa bị đuổi đi Bò ra khỏi đây đi, cho bớt nhục Thấy tôi nhếch mép cười Trang vừa nhớn mày Vừa đưa tay phủi phủi lên vai tôi vừa nói tiếp Mày không tin à Không tin thì tối nay về thử nói với anh thành là có chú duy cậu của chị trang tới tìm để xem anh ấy nói sao tôi hất tay trang ra khỏi người mình rồi mới đáp lời à chuyện sau này thì không ai biết trước được cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi đây thật nhưng đó là sau khi chúng tôi ly hôn khi anh ấy đã là chồng cũ của tôi đã là chồng cũ thì việc anh ấy yêu ai lấy ai không liên quan tới tôi nữa tính tôi rạch ròi lắm cái gì đã cũ thì bỏ đi mà nói thật tự nhiên tôi lại thấy chồng mình kém cỏi quá kém cỏi đến mức khiến người ta thương hại tôi không hiểu sao anh ấy lại có thể phí mất mười mấy năm tươi đẹp cho chị cuộc đời có được mấy lần mười năm đâu tôi nói xong liền quay lưng đi thẳng đôi co với loại người này chỉ thêm phí sức bước thêm mấy bước tôi gặp mẹ chồng mình đang đứng cách đó không xa không hiểu sao muộn rồi mẹ còn ở đây cũng không biết mẹ đang nghe được gì chưa thôi kệ mẹ có nghe hay không cũng không quan trọng vì tôi cũng chẳng có lời nào dối trá cả chỉ lo cho ai kia thôi sáng hôm qua mẹ vẫn còn nói dở chuyện chồng tôi bị thương nên cũng có thể mẹ đợi tôi về để hỏi tiếp tôi bước lại gần mẹ rồi cất lời mẹ cứ tưởng mẹ sẽ hỏi lại chuyện kia nhưng ai ngờ mẹ chỉ nói chỗ này làm mà phải về muộn quá thì bảo thằng thành sắp xếp việc khác cho mà làm con gái con lứa đêm hôm cứ một mình ngoài đường vâng các bạn vừa nghe xong tập 3 của câu chuyện Một đời không quên của tác giả Nguyễn Thúy Nhung trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi cũng như ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.